Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, sự chính nghĩa của cách mạng Việt Nam đại diện là đảng Cộng sản Việt Nam sẽ mất đi nếu thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa là một chính quyền chính danh. Bởi cách mạng sẽ giải thích thế nào việc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của một quốc gia. Do đó, việc cố gắng chứng minh Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia bằng bất cứ hình thức nào dưới danh nghĩa để lấy lại hoàng sa thì đó chính là mũi tên đang nhắm vào cách mạng Việt Nam chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Chúng ta có mâu thuẫn trong vấn đề Hoàng Duy Hùng, bài viết của Nguyễn Trọng Nghĩa. Mới đây, một đối tượng phản động có đặt vấn đề về cách cư xử bất nhất đối với Hoàng Duy Hùng, lúc thì chào đón ủng hộ và bây giờ thì đấu tranh bài xích. Thật ra, cách đặt vấn đề này của đối tượng phản động kia không sai, mà còn thực sự như vậy. Có sai là sai trong nhận thức của một tên phản động không biết gì về các phạm trù triết học mark lenin không biết đánh giá và nhìn nhận về sự vật hiện tượng dựa trên cái nhìn triết học mark lenin nên không biết thế nào là đánh giá các sự vật và hiện tượng dựa trên quan điểm khách quan lịch sử cụ thể toàn diện phát triển ví dụ như trường hợp của hoàng duy hùng thời gian trước đây anh ta có nhiều clip youtube bình luận về một số vấn đề chính trị và thời sự trong nước một cách khách quan trung thực có lợi cho đảng nhà nước trong tuyên truyền và đấu tranh với các tổ chức phản động thù địch chính điều này đã làm mát lòng quần chúng trong đó có sự tán thưởng của chính quyền và nhiều cơ quan đảng nhà nước nhất là các cơ quan có chức năng tuyên truyền như báo chí tuyên giáo đó là lý do một thời gian dài hoàng duy hùng chiếm được sự đồng thuận sự yêu mến của nhiều người nhiều tổ chức tuy nhiên thời gian gần đây Hoàng Duy Hùng lại tận dụng các mối quan hệ tốt đẹp mới thiết lập dựa trên cái gọi là hiện tượng quay đầu trở về với đất nước và chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam để chuyên truyền các quan điểm sai trái, phản động, thù địch một cách khéo léo nhằm lật đổ chế độ. Lẽ dĩ nhiên, với hai thái độ và hành vi khác nhau của Hoàng Duy Hùng, thì cách nhìn nhận và đánh giá của chúng ta với Hoàng Duy Hùng phải cụ thể và khác biệt. Anh ta chuyên truyền tốt có lợi cho đất nước thì chúng ta ủng hộ và ca ngợi anh ta chuyên truyền nhằm lật đổ chế độ thì chúng ta phải đấu tranh phản bác hai thái độ khác nhau nhưng không mâu thuẫn bởi bản chất của chúng ta không thay đổi đó là trung thành với chế độ với đảng bản chất của hoàng duy hùng cũng không thay đổi mà chỉ thay đổi cách thức biểu đạt bản chất của anh ta mà thôi xin nhắc lại sự chính nghĩa của cách mạng việt nam đại diện là đảng cộng sản việt nam sẽ mất đi nếu thừa nhận việt nam cộng hòa là một chính quyền chính danh bởi cách mạng sẽ giải thích thế nào việc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của một quốc gia do đó việc cố gắng chứng minh việt nam cộng hòa là một quốc gia bằng bất kỳ hình thức nào dưới danh nghĩa để lấy lại hoàng sa thì đó chính là mũi tên đang nhắn vào cách mạng việt nam với đứa con hoang đàn muốn trở về nhà với cha mẹ thì chúng ta chào đón nhưng nó âm mưu đem lửa về đốt nhà thì chúng ta đốt nó trước. Không có gì mâu thuẫn ở đây cả, đó là lịch sử cụ thể, hết sức khách quan và toàn diện về con người Hoàng Chi Hùng. Chỉ có đấu tranh với từng biểu hiện cụ thể thì mới biểu hiện được sự phát triển, chúng ta mới tồn tại.